Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm đồ nghề và đồ gia dụng. Đấy thì quý cô bác anh chị đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh, không để các bác chờ lâu nữa. Em Dân xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm mới bên em luôn. Đấy, đây là hai cái số hotline bên nhà em. Các bác đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp và các bác kết bạn Zalo để em có thể gửi mẫu ở số 977 này các bác nhé. Đó. Thì sản phẩm đầu tiên trong cái clip ngày hôm nay thì bên nhà em Dân xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng mũi khoan. Một cái dòng mũi khoan nhé. Đó, đây là một dòng mũi khoan các bác có thể khoan được cả sắt, khoan gạch thì nó đều rất là ok. Cái dòng này thì chúng ta có thể hầu như là chủ yếu là các bác khoan sắt, còn nếu mà các bác khoan gạch thì các bác sẽ tháo lấy cái lục giác này ra và các bác tháo cho em cái mũi khoan ra nhé. Tháo cái mũi khoan ra. Đấy. Đây, các bác có thể tháo mũi khoan ra để các bác mài, các bác có thể thay thế hay là các thứ đều rất là ok nhé. Đấy, nó tất cả đều rất là tiện lợi. Còn khi các bác dùng thì các bác lại ấn vào cho em và đây chúng ta sẽ siết vào. Nó rất là tiện lợi. Đấy, cái dòng này thì được cái là nó tiện lợi và nó rất dễ sử dụng. Đấy, gần như là bác nào cũng có thể sử dụng được và nhà ai cũng cần. Nếu mà các bác làm nghề thì nên có một bộ này trong túi đồ nghề của chúng ta để khi đi làm chúng ta không bị bất ngờ trong bất cứ cái tình huống nào. Đó. Một cái bộ này thì nó sẽ gồm cho chúng ta đó là đây, em xin giới thiệu cho các bác từng cái thông số một của nó nhé. Đầu tiên của con này là của nó là cái 30, đường kính của nó là 30 cm. Đó. Thì khoan sắt này, này các bác khoan vào thì nó sẽ tự đẩy ra. Như kiểu khoan rút lõi đấy. Như kiểu khoan rút lõi luôn. Cái thứ hai của nó đó là phi 25. Cái thứ hai là phi 25. Cái thứ ba phi 22. Cái thứ tư phi 20. Cái thứ 5 là phi 18. Và cuối cùng của nó là phi 16. Và cuối cùng của nó là phi 16. Một bộ như thế này. Một cái bộ như thế này. Đây, là một cả một cái hộp như này. Các bác về các bác đựng trong đồ nghề thì không bao giờ sẽ bị rơi. Đấy. Và một bộ này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá cũng rất là ưu ái cho các bác luôn. Cái mức giá cũng là trợ giá cho các bác luôn nhé. Đây để em ghi cái mức giá tiền vào trong cái hộp này luôn. Để cho các bác có thể nắm được sẽ giá của nó thì chỉ có 300.000 đồng thôi. 300k thôi. Mà lại còn được bao ship cho các bác nữa nhé. Bao ship toàn quốc luôn. 300.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Cái mã đầu tiên. Đó. Cái mã đây là mã các bác lên cho em là mũi khoan sắt. Hộp mũi khoan sắt nhé. Mã thứ hai muốn giới thiệu với các bác đó là một cái dòng đá cắt sắt. Cái dòng đá cắt sắt này thì đây các bác có thể nhìn thấy của Kabushi, đá cắt đỏ nhé. Đấy, đá cắt đỏ thì của nó lúc nào nó cũng giá cao hơn đá cắt những cái dòng đá cắt thường, mà cái dòng này là dòng cao cấp. Thông số của cái dòng đá cắt này thì nó phù hợp cho các bác sử dụng máy cắt con chuột 107 x 1.2 x 1.6 mm. Đấy, con này thì 4 inch, như đây các thông số của nó đây, có mã QR để các bác có thể check từng cái một. Hàng này thì của nó thì em sẽ bán theo hộp. Đây. Một hộp của nó là gồm 50 viên và một lốc của nó là gồm có 25 viên. Đấy, bán theo hộp và theo lốc như này. Đấy, bán theo hộp và theo lốc như này nhé. Đấy, thì các bác có thể mua một lốc. Một lốc là 125.000 đồng. Một lốc là 125.000 đồng. Thì lấy tròn thành 130 cho nó dễ, tại vì để cho nó đắt hơn một tí để các bác lấy cả hộp cho dễ. Một hộp một lốc này là 130.000, còn một hộp này là 250.000 đồng. Đấy. Đá cắt thì nó thông số của nó thì ghi cả khắp mọi nơi, phù hợp với các bác sử dụng cái dòng máy cắt con chuột nhé. Cái này thì dòng này thì sử dụng cho bác sử dụng cái dòng máy cắt con chuột thì rất là phù hợp. Đấy. Rất là ok luôn. Đó. Tính ra thì các bác cứ tính ra kiểu gì ra nó chỉ có 5.000 đồng viên thôi. Đấy. Mà khi mà các bác mua ở quán thì đâu đó như trước kia em làm nghề điện nước. Trước kia em làm điện nước thì đâu đó em đang mua 8.000, có chỗ 10.000 một viên. Đấy. Đấy là mua cả hộp đấy nhá. Đấy là mua cả hộp. Đấy mà cũng phải đến 8 đến 10.000 đồng một viên. Chỗ nào rẻ nhất là 77.000 đồng một viên. Đấy mà đây em Dân bán có 5.000 đồng. Đấy, rẻ hơn các bác mua ở quán mà lại còn mang mà khi các bác đặt hàng là gửi đến tận nhà. Đấy, thì các bác cứ mua đơn trên 300k thì là nhà em bao ship nhé. Đấy, cái dòng này các bác cứ mua đơn trên 300k là em bao ship cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Cái dòng Classic. Một cái dòng Classic này các bác này. Cũng rất là tiện lợi khi các bác để các bác sử dụng. Cái dòng này thì sợi xích này của nó thì nó dài gần 70 phân. Gần 70 cm và cái tay này của nó là 40 cm. Nó là gang pha. Gang pha nhé. Cái này thì về thì các bác lấy máy, các bác ra thợ nó làm lại cho.
Đấy, ra thợ làm lại cho chúng ta. Đấy, ra thợ làm qua lại đi một chút để các bác làm cho nó dễ. Các bác có thể xoáy những cái như kiểu là lọc khí các thứ của những dòng máy khoan, máy xúc các thứ thì đều ok nhé. Giữ rất là chắc, hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì bên em đang bán với mức giá đó là 220.000 đồng nhé. 220.000 đồng một cái mã này, các bác lên cho em mã này, mã cờ lê xích các bác nhé. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng cờ lê tròng, cờ lê hai đầu. Cái dòng này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là một những cái đầu của nó. Đấy, đầu to đầu bé đều có cả nhé. Đây thương hiệu của nó đây. Đấy, Yamashiro Wenshi IK2028 này. Đấy. Con này thì nó sẽ có những cái kích thước của quay được 360 độ. Kích thước của nó là những con 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21. Đấy, nó gồm có 8 đầu. Thì đây em xin đi vào chi tiết cho các bác luôn này. Thì ở đây là một cái bên này là đầu này. Các bác ví dụ các bác muốn dùng đến cái đầu nào đấy thì các bác có thể vặn. Vặn làm sao mà đến cái chỗ ví dụ các bác có thể vặn đằng trước này, hoặc các bác ngang vặn ngang dọc thì đều được. Đấy, làm sao mà cứ thuận tiện cho các bác vặn. Chất của nó là thép nhé, nên là nó rất là cứng cáp và rất là bền. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đầu này của nó thì đây các bác có thể nhìn thấy 8, 10, 12, 13. Đấy, 8, 10, 12, 13 này. Còn cái bên này của nó thì nó sẽ gồm cho chúng ta đó là 14, 17, 19 và 21. Đấy. Cái mẫu này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 180.000 đồng nhé. 180.000 đồng một cái cờ lê tròng hai đầu này. Đấy, để ghi giá luôn vào đây cho nó dễ, các bác có thể nắm được nhé. $180.000 một cái cờ lê tròng hai đầu. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp bên em có một cái mẫu kìm. Con kìm này thì các bác cắt cáp thoải mái luôn, các bác cắt sợi cáp đấy, cáp nói chung là chỉ cắt cáp 5, cáp 6 thì vẫn thoải mái, cáp 5, cáp 6 thì các bác vẫn cắt thoải mái, thậm chí cáp 8 đấy, cáp 10 thì hơi nặng tay thì các bác phải cắt hơi nặng tay đó, nhưng mà vẫn cắt được. Còn cách cái dòng phanh xe đạp thì thoải mái vô tư đi, bấm bực cái đứt. Đó. Con này thì nó rất là tiện cho chúng ta, đó là các bác có thể có tuốt dây. Cái dòng này các bác có thể tuốt dây này. Đấy, cắt dây này. Ở đây có thể ép được cốt nhé. Cái đầu này các bác có thể ép được cốt này, chỗ này ép cốt này. Đấy, nó là chuyên chỗ ép cốt chỗ này. Đó. Và đằng này thì là các bác có thể bạn ốc các thứ này. Đó. Nó cũng rất là thuận tiện. Nó rất là thuận tiện nhé. Ở cái mã như thế này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó cũng rất là ok luôn. Con này thì nhà em chỉ có giá có 180.000 đồng thôi. 180.000 đồng con kìm này thôi. 180k. Kìm các bác lên cho em mã này, mã kìm cán vàng nhé. Kìm cán vàng 180.000 đồng một cái. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng kìm mỏ quạ. Kìm chết, cái dòng này là kìm chết các bác nhé. Đấy, đây các bác có thể ví dụ đây, để em có thể ép cho các bác thử trên cái sản phẩm nào đó. Đấy, các bác làm nghề thì chắc các bác đều biết. Đấy, nó giữ để các bác có thể giữ cái mối hàn, để khi mà chúng ta ví dụ hai vật hàn thì chúng ta có thể giữ để chúng ta hàn nó dễ hơn. Đây, em thực hành luôn cho các bác luôn để cho nó dễ. Và đấy, các bác có thể giữ chết hoặc là giữ hàn thì đều ok, và chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho nó phù hợp đã. Đấy, các bác sẽ chỉnh làm sao nó tương đối. Đấy, nó tương đối rồi chúng ta mới ép. Rồi chúng ta mới ép. Giữ chết nó lại. Đấy, nó căng quá thì các bác lại nhả nó ra một tí để làm sao cho nó vừa. Để làm sao cho nó vừa đủ để chúng ta có thể ép được. Đây thì nó sẽ giữ cho chúng ta cái vật này và nó sẽ không bị lung lay. Nó sẽ không bị lung lay và không bị bong. Để các bác có thể hàn xì, chấm nối đều rất là ok. Cái dòng kìm mọ nhọn này nó rất là tiện ở cái điểm đó. Đó. Thì một con kìm chết mọ nhọn của Asahi này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 130.000 đồng thôi. Chỉ có 130.000 đồng một cái thôi. Thiết kế thì rất là ok luôn. Đấy, AK8264 9 inch. 9 inch nhé. Hàng ok luôn nhé. Hàng ok luôn. Còn đây là một con mũi bằng. Còn đây là một con mũi bằng. Đấy, đầu bằng. Con này thì cũng thế. Các bác có thể làm như con kia. Con này thì 10 inch.
kích thước của nó là 10 inch. Các bác sẽ mở nó tương đối vừa. Và chúng ta sẽ xoáy nó vừa rồi, chúng ta sẽ xoáy lại 1-2 gen để cho nó giữ chắc. Đấy, nó giữ chắc. Khi nó vào nó sẽ giữ rất chắc này. Đấy, các bác có thể hàn xì cái thứ rất là ok nhé. Đây là con kìm mỏ bằng. Đấy. Đấy, lúc mà rõ ra thì các bác chỉ cần gạt cái này thôi. Con này cũng là thương hiệu của Asahi, bên nhà em đang bán với giá mức giá đó là 130.000 đồng nhé. Khi các bác mua một đôi như này thì nhà em sẽ bao ship cho các bác nhé. Cặp kìm chết này 250.000 bao ship luôn. Đấy, khi các bác mua một cặp này là 250.000 bao ship cho các bác cái mã này. Các bác lên mã cho em là cặp kìm chết của Asahi nhé. Cặp kìm chết của Asahi. Một cái mã sản phẩm kế tiếp nữa. Bác nào mà làm thỉnh thoảng hay ở nhà hay hàn chế cháo những cái ví dụ như là loa đài âm ly các thứ thì cũng rất là ok luôn cho cái mã này. Đấy, các bác cũng sử dụng cái mã này cũng rất là ok luôn. Nó sẽ gồm cho chúng ta đó là gồm có một cái kìm que hàn tay hàn như thế này để các bác có thể hàn thiếc, hàn chì. Đấy, hàn chì, hàn thiếc nhé. Đó, thì một cái mẫu như thế này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là 80, công suất của nó là 80W. Công suất của nó là 80W, sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220. Đấy, sử dụng 220 và công suất của nó là 80W nhé. Nó sẽ có cho chúng ta dây điện các thứ đầy đủ, các bác chỉ việc cắm vào và các bác về các bác sử dụng thôi. Cắm vào về các bác sử dụng thôi nhé. Mẫu này cũng rất là ok. Đấy. Hàng này là hàng mới nhé. Hàng này là hàng mới, hàng chưa qua sử dụng lần nào nên là các bác yên tâm để sử dụng. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là chỉ có 150.000 đồng. Chỉ có 150.000 đồng một cái sản phẩm này thôi nhé. Dùng rất là ok luôn. Đấy, nên là các bác có thể tham khảo cái mã này. Mỏ hàn thiếc. Mã này các bác lên cho em mỏ hàn thiếc. Một cái mã sản phẩm tiếp theo này. Ở đây thì bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng súng bắn đinh bê tông. À, súng bắn đinh nổ. Đấy. Đấy. Rất là ok luôn nhé. Là ok luôn này. Đấy. Mẫu này thì các bác có thể xoáy ra, các bác sử dụng. Đấy, hoặc là các bác sử dụng xong các bác có thể xoáy ra, các bác vệ sinh, xoáy ra rất là linh hoạt, hiệu quả nhé. Cái dòng này xoáy ra rất là linh hoạt, hiệu quả luôn này. Đó. Hàng thì rất ok luôn. Đây. Các bác có thể bắn này. Đấy, bắn các thứ rất là ok, rất là tiện lợi luôn này. Đấy. Tất cả đều có thể xoáy ra, rời ra luôn. Đó. Thì một cái mẫu súng bắn đinh bê tông nhìn súng bắn đinh nổ như này. Đấy. Thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 500.000 đồng. Đấy. Các bác cứ cho vào, các bác ấn mạnh xuống là được. Em này lại quên mất đấy, không mang đạn về. Và không hết đạn, không nhập về. Ừ. Phụ kiện có đi kèm theo của nó thì nó sẽ gồm cho chúng ta đó là những cái phụ kiện thay thế. Trong này có đầy đủ rồi, nhưng mà nó sẽ có đầy đủ một cái bộ phận nữa để ruột ở trong các bác thay thế luôn. Đó, một cái kính, một cái tai nghe, một đôi găng tay và một cái thông nòng. Một cái mã sản bộ sản phẩm, một cái sản phẩm như này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 500.000 nhé. Còn khi mà đinh thì các bác mua thì bên nhà em đang đợt này đang về giá đinh tốt hơn, 2.200. Đinh thì 2.200 viên, đinh nổ 2.200 viên nhé. Súng bắn đinh bê tông, hàng mới luôn, hàng nguyên hộp nhé. Hàng này hàng nguyên hộp luôn các bác nhé. Súng bắn đinh bê tông. Một cái mã tiếp theo, còn một ít cái vỉ tô vít đóng thì cái này thì nó hơi cũ một tí, nhưng mà chả việc gì đâu các bác, dòng này đóng các bác đóng búa lên mà, nên là cái này thì nó cũ mới, thì các bác nếu mà bác nào mà quan tâm thì có thể bảo em. Đấy, thì các bác về các bác chỉ lau qua đi một tí thôi, tại vì nó bị gì như này thì nó mới có giá thành lý. Đấy. Con này thì thương hiệu của nó là Petut. Nó sẽ có cho chúng ta đó là bốn cái đầu hai cạnh này, 1, 2, 3, 4 này, và 2, 3 cái đầu bốn cạnh. Đấy, dòng này dòng tô vít đóng nhá.
Khoan này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó rất là ưu đãi cho các bác luôn. Chỉ có 90.000 đồng thôi. 90k. 90.000 đồng nhé. 90.000 đồng một cái vỉ tô vít đóng 7 món như này. Đấy, 90.000 đồng vỉ tô vít đóng 7 món nhé. Đó, thì các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like nhé. Các nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân xin luôn một nút đăng ký kênh luôn các bác nhé. Đó. Vỉ tô vít đóng này. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Đấy, tiện đây giới thiệu luôn, nó là cũng là dòng đồ nghề. Cái dòng này thì nó là một cái bộ Tarogen. Tarogen, bộ Tarogen này thì bên thì em là 40 chi tiết. 40 chi tiết. Đầy đủ luôn. Ở trong một cái bộ lớn như này thì nó có một cái rất là hay, đó là cho chúng ta đó là một cái đo gen. Một cái đo gen này. Các bạn gắn lên. Đó, thì các bác có thể đo gen nào để nó phù hợp với cái các bác đang cần sử dụng. Đấy. Thì chúng ta đây có cái số thứ tự đo đây. Đấy, nên là nó cũng rất là tiện, nó tương đối là tiện lợi cho chúng ta. 40 chi tiết như thế này. Một cái bộ Tarogen 40 chi tiết như thế này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 400.000 đồng. Các bác có thể Taro cả gen trong, cả gen ngoài đều ok nhé. Tarogen trong, Tarogen ngoài đều ok, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy. Nên là các bác yên tâm sử dụng. Bộ Tarogen 40 chi tiết. Có hộp như ca táp các sếp đi họp luôn nhé. 400k. Đây để em ghi giá luôn vào đây. Tarogen 40 chi tiết. Bao ship luôn. Bao ship luôn cho các bác luôn nhé. 400.000 đồng bao ship cho các bác cái mã bộ Tarogen như thế này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo này. Một cái dòng mũi khoét gỗ, khoan gỗ này. Cái này thì nó cũng hơi kén khách một tí, là các bác chỉ có nào dùng thợ làm thợ mộc, hoặc là thực ra là các bác làm ở nhà cũng được nhé. Ở nhà cũng rất là tiện, nhiều khi là chúng ta khoét cái bảng. Khoét cái bảng để các bác có thể ví dụ là dầm cái dây điện xuống để cắm những cái nồi lẩu các thứ, thì đây, cái này rất là phù hợp. Nó có từ mũi 35. Đấy, mũi 35 này. Mũi 30 này, các bác có thể bắt vào những cái đầu bắn máy bắn vít ấy. 25 20 và 15. Đó, một cái hộp như này bên thì em đang bán với giá là 240.000 đồng. Đấy, và bao ship cho các bác luôn. 240k và bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, mũi khoét gỗ này. Bộ mũi khoét gỗ 240.000 đồng và bao ship. 240.000 đồng và bao ship cho các bác các bạn này. Đấy, mũi khoét gỗ. Còn một cái sản phẩm kế tiếp nữa đây. Đây thì em xin giới thiệu với các bác. Rất là tiện lợi luôn. Đầy đủ cho các bác luôn nhé. Tất tần tật, không thiếu một cái gì cả. Không thiếu một cái gì cả để cho các bác cái dòng mã như thế này. Nó gồm có tổng cộng như chúng ta đó là 50 chi tiết tổng bộ. Đấy, nó có những cái đầu rất là thú vị, như kiểu là những cái đầu ba cạnh như thế này. Đấy, bốn cạnh chéo. Hay là những đầu hai cạnh. Đó. Thì nó rất là tiện. Nó rất là tiện. Đây có cả nam châm này, nó hít này. Đây. Có thể nhìn thấy. Hoặc là bên trên này nó có cả những cái đầu lục giác. Đó. Thì một cái bộ như thế này là bộ 50 chi tiết, lục giác, hoa thị, các thứ đầy đủ. Các bác cứ bắt vào máy bắn vít nhé. Thoải mái luôn. Một cái bộ như này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó, đó là 250.000 đồng một hộp này. 250.000 đồng một hộp này nhé. Đấy. Các bác dùng xong, các bác chỉ việc để vào và các bác đẩy cái này lại thì để cho nó đỡ va đập. Đấy. Và các bác cất đi. Và các bác cất đi nhé. 250.000 đồng một cái hộp tu vít. Hộp đầu vít. 250k nhé. Đó. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên thì em xin giới thiệu với các bác. Một cái dòng dây điện. Dây điện Hàn Quốc. Theo tiêu chuẩn ổ cắm của Mỹ này. Cái này là cái chống rút này. Đấy là các bác cắm vào thì nó cũng không tự nhiên mà nó rút ra được. Rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi nhé. Con này thì của nó thì dây của nó sẽ dài khoảng tầm 1m7, 1m8 đấy. Dài tầm 1m7, 1m8. Dây của nó thì dây 1.0 thôi. Dây 1.0 thôi. Chứ cũng không phải là dòng dây to lắm. Đấy, nó có cả cái đầu này thì nếu mà các bác nào tiện thì các bác chế cháo được.
còn không thì các bác có thể sử dụng bình thường thôi. Đấy, dây của Hàn Quốc, dây để em đọc cái thông số cho các bác luôn. Đây 105 độ C này. 2 nhân với 18A này. 18A. 8,24 nhé. 8,24 mm. Đấy, dây này là gần một chấm. Lõi đồng của nó gần một chấm. Đó. Con này thì giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn cho chúng ta luôn, 25.000 đồng một sợi. 25.000 đồng một sợi này nhé. Hay các bác về có thể chế cháo nhé. Nhà hàng còn rất là nhiều này. Hàng em còn rất là nhiều luôn. Đấy, nên là quá yên tâm, cả vài trăm sợi nữa. Cả vài trăm sợi nữa nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng hộp mũi khoan sắt. Hộp mũi khoan sắt này. Mũi khoan tháp. Nó sẽ có cho chúng ta đó là một hộp lấy dấu này. Một cái lấy dấu này. Đấy. Úi giời. Đấy, các bác lấy dấu này. Đấy. Lấy dấu mọi góc cạnh này, ví dụ mà nó mới bị chùn hay các thứ thì các bác lại có thể tháo ra để các bác chỉnh lại cái lò xo. Đấy, chỉnh lại cái lò xo này. Đấy. Đó, hay các bác tháo có thể ở đây ra này. Các bác có thể tháo ở đây ra. Đấy, các bác chỉnh lại cái lò xo này, những cái lò xo này nên để cho nó căng. Đấy, rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản và các bác có thể rất dễ dàng sử dụng. Đấy, rồi các bác lại. Đấy, các bác có thể nhìn thấy vết luôn này. Đấy, các gọi góc cạnh thì đều rất là ok. Đó. Thì một cái bộ như thế này nó sẽ gồm cho chúng ta đó là một cái bút lấy dấu, 1 2 3 4 5 cái mũi khoan này. 5 cái mũi khoan. Thương hiệu của nó là Unica. Unica nhé. Unica. Đấy. Hàng mới luôn nhé. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 240.000 đồng. 240.000 đồng một cái mẫu bộ ngũ khoan tháp như này. Đấy, các bác có thể tham khảo cái mẫu này để về chúng ta sử dụng. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng đèn pin siêu sáng. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Polit. Đấy, có thể chiếu xa từ 800 đến 1.200 km. À 1.200 mét. Con này thì đây, nó chỉ có nguyên đèn này và một cái sợi dây cắm sạc cho chúng ta như thế này. Đấy, các bác có thể cắm sạc vào đây. Các bác có thể cắm sạc vào đây. Đó. Con này thì đây em xin review cho các bác luôn nhé. Đấy, DC của nó là DC 5V. Sạc DC 5V. Bật này. 2 này. 3 này. 3 là nó sẽ sáng bụng, mất điện các bác có thể ngồi ăn cơm. 4 này. 5 này. Tắt. Một bên nữa này. Bên này là nó chỉ xoay tán thôi, nó không phải xoay rộng. Đấy. Đấy, có cả ánh sáng đỏ này. Nhấp nháy này. Rất là tiện lợi nhé. Rất là tiện lợi luôn, có phần trăm pin. Cái dòng này là đèn hai đầu cũng nhé. Dòng này đèn hai đầu. Con này thì nó chiếu xa từ 800. Con này thì có thể sử dụng 6 đến 8 tiếng liên tục các bác nhé. Các bác có thể sử dụng 6 đến 8 tiếng liên tục cái mẫu đèn pin hai đầu như này. Và cái dòng đèn pin hai đầu như này thì ở bên nhà em đang bán với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác. 350.000 đồng. 350.000 đồng cái mẫu đèn pin hai đầu này nhé. Rất là tiện. Rất là tiện luôn. 350.000 đồng. Một cái mã đèn pin kế tiếp bên thì em xin giới thiệu với các bác một cái dòng đèn pin 3 chân. Các bác có thể gấp lại. Đấy, các bác có thể bỏ ra, xoáy ra, xoáy vào, đều rất là dễ là dàng. Các bác có thể xoáy ra. Đó, thì con này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là rất là sáng. Rất là sáng nhé. Đấy, nó sẽ có cho chúng ta đó là hiển thị phần trăm pin này. Nó sẽ hiển thị phần trăm pin ở đây cho chúng ta này. Và ở đây thì nó sẽ có một cái cổng cắm sạc Type-C và một cổng USB. Đấy, và một cái cổng USB để các bác cắm vào. Đó.
con này cũng sử dụng pin, có dòng pin này con có thể sử dụng được liên tục từ 6 đến 8 tiếng liên tục. Các bác có thể đi xoay ngoé, xoay x, xoay trang trại rất là ok luôn nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, rất là xa kia mà ban ngày mà em đang để quay video, chế độ quay video mà nó rất là sáng, rất là sáng nhé. Đây hàng nhà em rất là nhiều luôn, rất là nhiều sản phẩm đó, rất là sáng luôn cho chúng ta này đó. Thì một cái mã đèn pin như thế này thì bên em đang bán với cái mức giá đó là 320.000 đồng, 320.000 đồng một cái mã đèn pin 3 chân nhé. Các bác về, các bác nào có thể ví dụ là để ăn cơm hay để các bác ấy thì các bác có thể xoay, thì đây các bác có thể lắp chân vào. Thực ra cái chân này các bác lắp thì lắp, chả lắp thì không cần lắp cũng được. Đấy. Các bác có thể xoay cái này rất là tiện lợi này, hoặc các bác có thể cầm này. Đấy. Rất là ok nhé, như kiểu là máy quay phim luôn. 330.000 đồng một cái mã này nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, lâu lắm mới lại về. Hôm nay thì một cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng Solar 100W. Con này thì dòng nó là dòng to. Dòng này dòng to, độ sáng của nó cũng rất là ok. Kích thước của con đèn này của nó là 28 nhân với 22,5. Đấy, độ dày của con pin này thì là của nó sẽ là 7,5. 75 cm. Và đây là tấm pin của nó sẽ là 35 cm nhân với một chiều này của nó là 35 nhân với một chiều này của nó là 29. Đấy. Dây của nó sẽ có dây cho chúng ta, dây dài của nó sẽ là dài tầm 5 m. Dài tầm 5 m để các bác có thể tha hồ thoải mái đấu đá, đấu đá. Các bác lắp vào, kết nối vào. Các bác kết nối vào chưa? Đó. Khi các bác kết nối vào nhé thì cái dòng đèn này thì đầy pin, đầy pin. Đấy, ban đêm nhá, không phải đầy pin mà để nó sẽ tự báo động này có này. Đấy, thì ban đêm trời tối nó sẽ tự sáng, cứ tối là nó tự sáng và ban ngày nó sẽ tự sáng. Đấy, và ban ngày nó sẽ tự sạc cho chúng ta. Rất là dòng này rất là tiện nhá, các bác sử dụng rất là tiện đó. Một cái mã này thì là Solin 100W. Bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 600k, 200W, 300W em cũng có nhé, 600k. Và bao ship cho các bác luôn, 600.000 đồng bao ship cho các bác. Cái mã này, đèn năng lượng mặt trời Solin. Một cái mã nữa, nó cũng là đèn năng lượng mặt trời. Đấy, nó cũng là đèn năng lượng mặt trời nhưng mà kiểu của nó lại khác. Kiểu của nó lại khác một chút nhé. Kiện thì chắc chắn là đầy đủ cho các bác rồi, điều khiển của nó khác, tất cả đều có thể điều khiển, nhưng mà thực ra là nó cái chế độ tự động ban ngày tự bật, à ban ngày tự sạc, ban đêm tự bật thì chúng ta cũng không cần dùng điều khiển đó. Thì các bác nào ví dụ dùng trong nhà thì các bác có thể sử dụng đó. Thì con này thì đây các bác về các bác kết nối lại đo kích thước luôn nhé. Tấm pin con này thì nó là nhỏ hơn, con này thì nó là tầm 50W, rất là sáng, 27 cm, một chiều này là 18. Còn con pin của nó này. 19 cm, chiều này là 15, độ dày của nó đây 5 cm đó. Thì cái dòng này nhé, cái dòng này thì nó đều, hai dòng đều là nhựa hết nhá. Hai cái dòng này đều là nhựa hết cho chúng ta này. Các bác có thể nâng cái này ra để các bác có thể lắp đầu ok. Các bác cũng kết nối vào cho em. Các bác có thể thấy đây, nó cũng đang sạc. Nó đang sạc, con này thiết kế nhỏ gọn hơn. Đấy, dây cũng thế thôi. Đấy, và đây có một cái cực vẫn là trời tối. Nó sẽ tự sáng. Đấy, và trời sáng nó cũng lại tự tắt tự sạc. Tự tắt tự sạc. Đấy, trời tối thì nó tự sáng luôn cho chúng ta này. Đấy, và đây nó hiển thị phần trăm pin cho chúng ta này. Đấy, nó tầm gần 100% thì nó sẽ hiện lên 100 và nó sẽ xuống, bao giờ dưới 75% thì nó sẽ đi dưới. Đấy. Nó rất là thuận tiện, nó rất là dễ dàng sử dụng. Ánh sáng thì rất là sáng. Ánh sáng thì rất là sáng nhé. Con này thì mã này thì bên em đang bán với mức giá đó là 400k. Và bao ship cho các bác luôn. 400.000 đồng và bao ship cho các bác cái mã này.
đèn năng lượng mặt trời. Một dạ mã sản phẩm tiếp theo. Đấy, một mã sản phẩm còn một con duy nhất. Một cái mã sản phẩm này gọi là còn một con duy nhất. Đèn là cái này là quạt tích điện năng lượng mặt trời. Các bác về các bác sẽ gạt nút off, on off này lên. Đấy. Bây giờ thì nó đang mát mát trời lại, nhưng mà vài hôm nữa thì không biết đường nào mà lần được. Số 1, à số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy. Có cả đèn đây này, có cả tút năng này. Đấy. Tắt đèn đi, bật nguyên quạt thôi. Đấy, cái che này nó cũng sáng. Đó. Thì con này thì nó dùng bằng motor, bằng pin, bằng ắc quy nhé, ắc quy tích điện. Con này thì nó sẽ có thêm cho chúng ta đó là một cái miếng pin. Một cái pin năng lượng. Một cái miếng pin năng lượng này. Và hai quả bóng. Thì đây, hai quả bóng này các bác có thể cắm vào đây. Các bác có thể sạc được cả bằng năng lượng mặt trời và các bác có thể sạc cả bằng điện. Bằng điện nhà chúng ta. Rất là ok. Cái mã này thì còn một con duy nhất thì đang để cho các bác với cái mức giá đó là 850k. Đấy, còn một con duy nhất thôi. Thế nào nó lại cứ sót một con. Đấy, có những cái lô không có hàng mà bán, nhưng cái lô này lại sót một con duy nhất cho chúng ta. Tút năng các thứ đầy đủ. Đấy. Thì còn một con duy nhất thì thôi, vừa bán vừa kỷ niệm các bác. 850, 850k. Đấy. 850.000 đồng. Và bao ship luôn cho các bác nhé. 850.000 đồng và bao ship luôn cho các bác, nên là các bác yên tâm. Tắt. Bật đèn này. Cắm đèn vào để sử dụng. Đấy. Nó sẽ tặng cho các bác hai cái gỏng này. Một pin, hai gỏng các thứ. Sạc, cắp sạc đầy đủ năng lượng mặt trời. Đấy, các bác tắt. Là xong. 850k. Con này không có cái miệng lồng này. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng là băng dính hai mặt. Băng dính trong hai mặt này. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Rất là dẻo dai luôn. Rất là dẻo dai luôn. Con này dòng này thì dẻo dai, còn cuộn này nó dài 5 mét này, hai mặt. Cái mã này thì ở bên em đang bán với cái mức giá đó là chỉ có 20.000 đồng một cuộn này, 20.000 đồng cuộn bằng dính hai mặt này. Rất là ok nhé, các bác có thể tham khảo cái mã này về sử dụng, dán treo những cái ở trong phòng vệ sinh các thứ rất là tiện. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, các bác lên cho em mã này keo dính hai mặt nhé. Bán kèm cái này, bán kèm 20k. Cái mã sản phẩm tiếp theo. Đấy, hôm nọ thành lý mà các bác cứ bảo là không xoay gioăng, quên mất không quay cái gioăng cho các bác. Đây, thì hôm nay em sẽ xin quay lại cho các bác đây. Đầu tiên thì là một con đây các bác có thể nhìn thấy gioăng của nó đây. Đây, đây em bật dịch lên tí. Con này thì thương hiệu của nó là Tiger. Dung tích 4 lít. Tiger dung tích 4 lít. Hàng còn rất là đẹp. Hàng còn rất là đẹp nhé. Đây các bác nhìn thấy đây. Gioăng giếc ok nhé, gioăng giếc ok. Tình trạng của nó là hoạt động tốt. Tình trạng của này hoạt động tốt. Các bác lên cho em mã này, mã TL4, bình thủy TL4, 750k. 750k. Hơi bị xước một tí thế này nhé, nhưng không sao cả đâu. Dây điện, dây dợ đầy đủ. Tiếp theo một con nữa. Tình trạng thì cái này vỏ bằng nhôm nên là nó sẽ hơi móp móp một chút. Gioăng đây. Tình trạng gioăng rất kín đáo. Nhựa nhức ok. Lòng đẹp. Lòng đẹp này. Con này 3 lít. Con này dung tích 3 lít. Còn rất là đẹp nhé. Nó chỉ mất một tí này thôi. Còn bên này các bác nhìn rất là ok luôn. Các bác lên truy mã này, mã TL3. 700k. Đấy, sử dụng điện áp 110 nhé. Tiếp theo một con bình thủy, con này Rossi. Con này bình thủy Rossi. Dòng con này thì
cũng vẫn còn kín, nhưng hơi chỗ này hơi nứt tí, nó vẫn còn được ok, hơi nứt rồi. Con này thì bên em đang thanh lý cho các bác xuống còn 450.000 đồng. Toàn bộ cái này thì sử dụng điện 110, con này dung tích 2 lít 2, con này dung tích 2 lít 2, 400 cây. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn các bác nhé. Đấy, mã bình thủy này, ba cái mã bình thủy này còn sót, bán nốt cho các bác. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo, một con nồi áp suất Tefa, dung tích con này thì 4,5 lít này. Hàng đẹp nhé, xoang inox rất là dày dặn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Tefa, các bác có thể tham khảo. Mã này thương hiệu Tefa của Pháp, Pháp xuất Nhật, Pháp xuất Nhật. Nồi còn các thứ rất là ngon, nồi các thứ rất là ngon nhé. Đấy, áp suất vặn chỉnh, chỉnh xả này, xả xong các bác mở ra này. Đấy, các bác không xả nhé, các bác không xả thì các bác không bao giờ thể mở ra được. Các bác phải xả khí, các bác mở ra, mở ra này. Rất là ok luôn, hàng đẹp, xoang đẹp, ấn vào là xong. Tay cầm cái thứ đây, thương hiệu Tefa của Pháp, Made in France này, hàng của Pháp nhé. Các bác lên cho em cái mã này. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã P, chữ P đi, chữ P này, mã P, P1. Con này bên em đang bán với giá là 1.700.000. Đấy, và bao ship nhé, 1.700.000 đồng bao ship cho các bác cái mã này. Và con thứ hai, con này thì là nồi thường, thương hiệu Senson. Con này thì là hàng bãi Nhật, dòng này dòng bãi Nhật nhé, 4,5 lít, hai con đều 4,5 lít. Giòn giết các thứ còn rất là ok này, các bác có thể nhìn thấy này. Các bác lên cho em mã này, mã P2. P2 con này 850k. Và bao ship, bao ship toàn quốc. Giòn giếc các thứ bao ok cho các bác luôn, hàng bao bao chuẩn chỉ. Đun các bác đun có thể đun các dòng bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ ok hết. Ok hết nhé. 850.000 đồng. Mã P2. P2. Đấy, ngoài ra thì bên nhà em dân còn rất là nhiều những cái dòng, ví dụ là nồi cơm, bếp ga, ấy, lọc khí các thứ, có rất là nhiều món mà chưa giới thiệu hết cho các bác được. Thì hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé các bác nhé.